Hello các bác nha. Em lại vừa mới về tiếp được hai con cậu dâu của Panasonic. Hàng đấu giá các bác nhá, hàng đấu giá rất là đẹp. Đó, sạc là sạc được điện 220V. Sạc từ 100 cho tới 240V các bác nhá. Đây máy em chưa vệ sinh luôn. Nó nguyên bụi này. Đó. Con này màu đen trắng ba lưỡi rất là đẹp đây các bác nhìn, ba lưỡi. Cái này để cắt dâu dài. Đây, bật lên đây. Đó. Máy rất là khỏe các bác nhá. Made in Japan đời 2019. Đấy. Có cục sạc các bác nhá, sạc 220V cho các bác luôn. Đây. Con này em bán cho các bác là 1.400.000 nhá. Còn đây một con này đời 2022. Siêu đẹp đây các bác nhìn này. Không khác gì mới. Đây là mấy cái bụi thôi, mai em xịt tí phát là sạch ngay. Cũng ba lưỡi. Đây. Quá đẹp, 2022. ESLT Nama. Con này sẽ êm hơn các bác nhá. Này. Nó có đèn báo phần trăm pin. Pin đang ở mức 100%. Con này thì cái cổ nó nhún được này, nhún được cái lắc lư được cái cạo sẽ sướng hơn. Cái này gạt lên cắt dâu dài. Đấy. Cắt dâu dài. Đó. Con này thì bán cho các bác là 1.800.000 các bác nhé, 1.800.000. Rất là đẹp. Đây cái này nó còn làm cái điểm nhấn này màu đỏ nữa thì nó nổi rất là đẹp các bác nhé. Đây bên trong nó còn nguyên zin chưa vệ sinh thì các bác này. Đó. Mai em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Đảm bảo cạo hơi bị ngon, hơi bị phê luôn. Ok nhá, bác nào lấy alo em, yêu các bác.